Thí sinh đầu tiên Phạm Quế Vân, năm nay cô 28 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội, Việt Nam. Thí sinh thứ hai Nguyễn Hoàng Cát My, 19 tuổi, đến từ thành phố Santa Ana, California. Ngay giờ đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh Ashley Tâm Thư Nguyễn. Năm nay cô 18 tuổi và cô đến từ Lake Mary, Florida. Thí sinh Lệ Mai Ly, 21 tuổi, đến từ Dallas, Texas. Thí sinh với số báo danh số 5 đến từ New York, cô Lâm Thùy Thị Trang, năm nay 21 tuổi. Từ hơn nửa vòng trái đất, thưa quý vị, thí sinh Jenny Thảo Lê đến từ Oslo, Na Uy. Thí sinh tiếp theo Mina Lê, năm nay cô 24 tuổi và cô đến từ San Jose, California. Thưa quý vị, từ thành phố Santa Ana, California, thí sinh Tina Mai, 19 tuổi. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Christine Quỳnh Nhi Nguyễn với số báo danh số 9. Cô đến từ Aurora, Colorado và năm nay cô 21 tuổi. Thưa quý vị, từ thành phố San Rafael, California, để chào đón thí sinh Vanessa Thảo Nguyễn, cô năm nay 22 tuổi. Let's all give a hand for contestant number 11. Lily Ngô, đến từ Anaheim, California, năm nay cô 27 tuổi.
thưa quý vị, từ thành phố Springfield, tiểu bang Virginia để chào đón Huỳnh Anh Cẩm, 24 tuổi thưa quý vị. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho thí sinh Khánh Ngô, năm nay 21 tuổi, đến từ Irvine, California. Và từ thành phố Corona, California, thí sinh Lê Thị Yến Nhi, 23 tuổi. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Tian Thùy Phan với số báo danh 15. Cô đến từ Garden Grove, California và năm nay cô 24 tuổi. Ta cùng chào đón thí sinh Jennifer Cao, 18 tuổi, đến từ thành phố Seattle, Washington. Thí sinh Võ Anh Thư, năm nay 21 tuổi. Cô đến từ New Orleans, Louisiana. Và thưa quý vị, từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam để cùng chào đón Trần Phạm Trà Giang, 24 tuổi. Một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tất cả các thí sinh của chúng ta. Thank you.